Hello, what's good? It's your boy. Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Shorty Nguyễn. Yeah, baby. Thì yeah, khá là bất ngờ đúng không? Dưới tựa đề của video là Pretty Six. Tôi biết rồi. Thì tôi biết là từ cái drama tạt nước thì tôi biết là kể từ cái thời điểm đấy thì đa số mọi người rất là ghét Pretty Six và cũng như là những sản phẩm của Pretty Six từ thời điểm đấy đến thời điểm hiện tại thì không được nhiều người đón nhận. Nhưng mà tôi có một vài thằng bạn kiểu gọi là kêu tôi là phải nghe cái bài hát này đi, phải nghe cái bài hát này đi. Mặc dù là theo tôi check ở đây là cái bài hát này đã ra mắt được 2-3 tháng trước rồi, cũng khoảng thời gian cũng khá rồi đó. Ok, thì như các bạn biết đó, tôi là một người rất là thích nghe những cái bài nhạc hay. Thì bạn bè tôi nói là cái bài nhạc này hay thì tôi không thể nào mà kiểu không làm reaction được. Và thật sự tôi cũng khá là tò mò khi mà tụi nó rất là kiểu bắt buộc tôi phải làm luôn á. Ừ, thì như các bạn biết là tôi là một người rất là công tâm và cũng như là rất là nêu những ý kiến rất là khách quan cho những cái sản phẩm âm nhạc. Thì chắc là không mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta tới phần reaction thôi. Và thật sự là ở cái reaction này thì tôi luôn muốn là nó sẽ có một cái gì nó công tâm nhất, nó kiểu nó khách quan nhất. Ok, và thực sự là tôi không có hề nhận bất kỳ cái chi phí hoặc là tiền nào từ team của Pretty Six hoặc là riêng từ Pretty Six luôn. Ok, nên là đừng có bảo là tôi được nhận tiền nên là tôi mới làm cái reaction nha. Thực sự là tôi không có nhận được cái gì, không chừng đăng này lên tôi còn bị dính bản quyền của những cái bài hát này nữa, tôi không được kiếm tiền YouTube nữa nè. Ok, nhưng mà ok, không sao cả. Ok, và chúng ta tới với phần reaction thôi. Mà nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của mình thì hãy đừng quên để lại một nút subscribe, nút like phía bên dưới nha. Ok, và tôi có để thêm địa chỉ TikTok, Facebook, Instagram cũng được, có thể check qua, nhất là TikTok. Ok, thì chúng ta bắt đầu thôi nào. Oh shit, nói nhiều quá rồi. Let's go baby. Và trước khi bấm play cái video này thì tôi luôn muốn nhắc nhở các bạn cái việc uống nước, always stay hydrated guys. Và đây không phải là quảng cáo, chỉ muốn nhắc nhở mọi người uống nước thôi. Let's go, chúng ta sẽ bắt đầu với cái bài YSL for Life trước. Ok, để coi bài này có cái gì. Thật ra tôi không muốn check một mình, tôi muốn check với mọi người ở đây. Ok, let's go. Free Young Thug. Ok, Free Young Thug. Okay. I don't wanna die. Okay. Why I suffer life? Okay. Why I suffer life? Loyal to my slime. Slime. I can't tell no lies. Why I suffer life? Okay. Why I suffer life? I'm just living life. I don't wanna die. Why I suffer life? Why I suffer life? Loyal to my slime. I can't tell no lies. Celebrate em mang gặp nhau vào weekend. Bỏ qua thời gian rồi về quanh đây. I mean go off the deep end. Homie sign vẫn đi kinh. Số chính kia đi chạy thỏ ghi dây. Anh phải quên đi làm mi ấy. Em vội diễn như là Lindsay. Làm việc dây anh nghĩ đi ấy. Girl I'm so high right now. Boy I know you crying, cry right now. Designer born it tie my arm. To go Chanel bé hàng white right now. Bao nhiêu là gánh nặng trên vai tao. Bỏ tiền vào túi nặng thêm 2 pounds. Đâu rồi mày nghĩ là tao sai sao. Đứng ngồi khi tao taking your crown. My self alive. Damn, thật sự là nếu mà công tâm mà nói đi ha, công tâm mà nói mà cái bài này mà che tên ca sĩ lại, che tên rapper lại thì nó hay mà đúng không? Shit, damn. Replay xíu nha, damn khúc này hay quá. Why I suffer life, why I suffer life, I'm just living life, I don't wanna die. Why I suffer life, why I suffer life. Loyal to my slams, I can't tell no lies. Saint Laurent em mang gặp nhau vào weekend. Bỏ qua thời gian rồi về quanh nơi đây. I mean go off the deep end. Homie sign vẫn đi kinh. Số chính kia đi
chase họ ghi giấy. Anh phải quên đi làm mi ấy. Em vội riêng như là Lindsay. Làm việc riêng anh đi ấy. Girl, so high right now. Boy, know you crying, cry right now. Designer born it, tie my arm. Coco Chanel bé hàng white right now. Bao nhiêu là gánh nặng trên vai tao. Bỏ tiền vào túi nặng thêm 2 pounds. Đâu ngồi mày nghĩ là tao sai sao. Đứng ngồi khi tao taking your crown. My head's up on light, now let's see your night. Sun chơi overnight, baby have you tried. Thế khẽ ngã vào cuối tuần, che trâu trên bạch mai. Trong căn phê anh đối diện, đang cần thêm một like. Chơi đi để quên đau, để ướt mi màn đêm sau. Vẫn bước đi với hồng chim, and rolling, and rolling. Cần thêm eyes, cần thêm night. Tell me why, tell me why. Chờ tương lai, a new life. Pretty girl run the game, stealing what's on my brain. Don't do shit for fame, really wanna switch the lane. Fly like a bird, I was born to be free. Million and friends will be born up a tea. How many kids and the dream is me? How many gonna go suck me for free? I got my sign in the south. Tao muốn tâm xe và làm tao. Đôi lúc không được như chim bao. Đam mê vẫn lưu trong tim tao. Tao muốn tâm xe và làm bi. Đôi lên phong thủ như mọi khi. Để mà không tự yên mãi trao. I'm gonna go do it for fun. Why is self for life? Why is self for life? I'm just living life. I don't wanna die. Why is self for life? Why is self for life? Loyal to my slaves. I can't tell no lies. Why is self for life? Why is self for life? I'm just living life. I don't wanna die. Why is self for life? Why is self for life? Loyal to my slaves. Why is self alive? Why is self alive? I'm just living life. I don't wanna die. Why is self alive? Why is self alive? Learn too much love. I can't tell no lies. Why is self alive? Why is self alive? I'm just living life. I don't wanna die. Why is self alive? Why is self alive? Learn too much love. Shit. Ổn quá, thật sự luôn á. Công tâm mà nói thì cái bài này, như tôi nói là nếu mà che tên rapper lại thì đây là một cái bài hát theo tôi là hay nha. Tôi sẽ nghe lại, tôi sẽ nghe trong cái lúc mà tôi đi tập. Đây là for sure luôn. Nhưng mà tiếng của bộ kỳ quá. Từ cái bộ đó là các bạn thấy đó, kiểu lúc nào cũng thành meme. Có meme một cái kiểu có gì mà meme mà nó liên quan tới Preseed một cái là mọi người sẽ kiểu sẽ làm luôn, và kiểu mọi người sẽ react kiểu ha 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 kiểu vậy đó. Tiếc cho cái việc đó thôi thì ok. Nhưng mà công tâm thì mà nói thì khách quan mà nói thì cái bài này hay, thật sự là như vậy. Và chúng ta tới với cái bài tiếp theo thôi. Cái bài tiếp theo tên là To The Moon Preseed featuring Cozy và To Bills. Hai cái bài này thì cái view rất là thấp, lượt view ở thời điểm hiện tại tôi xem là ra từ 3 đến 4 tháng trước rồi mà view lẹt đẹt chưa được 10.000 view nữa. Damn, thì các bạn thấy rồi đó. Tôi không biết nữa. Nhưng mà cảm giác là tôi cảm thấy là cái tư duy làm nhạc của Preseed là có nha. Nhưng mà không biết là mọi người có bỏ qua được hay không thôi. Riêng cá nhân tôi thì khách quan nói tôi rất là bình thường. Tại vì thực sự là tôi cảm thấy Preseed có tài. Thế thôi. Thì đối với một người như tôi, kiểu nghe nhạc được cái thứ kiểu trung lập thôi á, như tôi á, thì tôi cảm thấy là cái bài hát này hay. Và nó hợp với cái vibe kiểu tôi đi tập, được cái thứ kiểu vận động, được cái thứ á. Và nhất là cái bài Why Self Alive, và thực sự tôi rất là thích luôn. Cái vibe nó rất là hay. Thì rất là tiếc nha. Nghe thì hay thiệt đó. Cảm thấy là
Prisic có tư duy làm nhạc thì đó, tôi biết Prisic nhạc của Prisic từ rất là lâu rồi. Tôi nhớ cái bài hình như là cái bài đầu tiên của Prisic luôn, cái bài Remy hay cái gì đó. Prisic là một người có tư duy làm nhạc. Thì chỉ bị một cái là bây giờ kiểu cộng đồng đang kiểu ghét Prisic quá thôi. Thì shit. Là tôi cũng không có thể giúp ích được gì cả, nhưng mà rất là mong là mọi người sẽ chả biết nữa, nhưng mà giờ tôi thấy tiếc thôi. Rất là mong là mọi người sẽ mở lòng lại với Prisic. Tôi không biết. Ok, thì đó là cái reaction của tôi cho cái hai bài hát này. Ok, và rất là vui khi mọi người đã ngồi xem chung với tôi, để không để tôi xem mình. Ok, và hẹn các bạn ở reaction video tiếp theo. Ok, và như một khi always stay hydrated guys, và peace, I'm out. Bye guys, bye bye.